Thưa quý vị, tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình, tôi xin nói chi tiết hơn về những cái điều mà Nguyễn Phú Trọng nói trong cái bài diễn văn mà tôi cho rằng là đây là một cái bài diễn văn chính trị đầu tiên kể từ khi Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, khi mà Nguyễn Phú Trọng còn làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thì thưa quý vị, cái căn bản là Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra cái đường lối của khóa Đảng 10 và sau đó cái đường lối chính trị của cái Hội đồng Lý luận Trung ương vào lúc đó vẫn tiếp tục được thi hành cho đến bây giờ. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng muốn cái Hội đồng Lý luận Trung ương này phải rà soát lại những cái thành công cũng như thất bại của tất cả ba khóa Hội đồng Lý luận Trung ương bắt đầu từ cái khóa Đảng 8 dưới thời Lê Khả Phiêu cho đến bây giờ. Thành tựu như thế nào? Nghiên cứu về cái vấn đề chủ nghĩa tư bản, cái tình hình của chủ nghĩa tư bản trên thế giới như thế nào hiện nay và cái triển vọng của cái chủ nghĩa xã hội mà theo đường lối của Việt Nam, thưa quý vị, đấy là một cái điều căn bản mới mà Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Khi mà Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái đường lối được gọi là đường lối thi hành cái đường lối đổi mới của Nguyễn Văn Linh đưa ra từ năm 1986 đó, thì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam muốn là Việt Nam phải đi lên một cái hướng chủ nghĩa xã hội mới, có nghĩa rằng là không có đi theo cái lối lối cũ của chủ nghĩa xã hội, là bởi vì người ta nghĩ rằng là cái chủ nghĩa xã hội cũ mà theo đường lối của Liên bang Xô Viết thì đã bị sụp đổ rồi, tức là có những cái khuyết điểm trì trệ về vấn đề lãnh đạo cũng như đường lối, vì vậy cho nên mới đưa đến sự sụp đổ của thế giới cộng sản do Nga Xô lãnh đạo. Vậy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tự tách mình ra và đưa mình đến một cái hướng xã hội mới, tức là họ nói rằng chủ nghĩa xã hội theo kiểu của Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra đó là những cái hình thức nói cho nó có. Cái vấn đề căn bản và vấn đề cơ bản vẫn là Việt Nam tiếp tục theo đường lối của chủ nghĩa cộng sản để mà điều hành việc nước cũng như là để mà cai trị đất nước cũng như là cai trị người dân. Không có cái gì khác hơn về vấn đề căn bản cả. Có một cái điều mà Nguyễn Phú Trọng không có đề cập tới trong cái bài diễn văn này và tôi cũng hơi ngạc nhiên ở cái chỗ là Nguyễn Phú Trọng không có hề nói gì đến về cái viễn ảnh sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Trước đây, cái Hội đồng Lý luận Trung ương mà dưới thời của Nguyễn Phú Trọng thì cũng vẫn nói đi nói lại nhiều lần là trước sau gì đó thì cái chủ nghĩa xã hội sẽ được toàn thể người dân trên thế giới sẽ đi theo. Có nghĩa là trước sau gì cái chủ nghĩa tư bản cũng tự nó bị hủy diệt vì họ căn cứ vào những cái sự nổi dậy của người dân ở khắp mọi nơi chống đối về vấn đề bất công xã hội, về vấn đề lao động, về vấn đề công ăn việc làm ở tại các nước tư bản, trong đó có Hoa Kỳ. Thì người ta cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng là đó là cái chiều hướng đi xuống và cái chiều hướng sẽ bị tan vỡ bởi vì ở chủ nghĩa tư bản, là bởi cái chủ nghĩa tư bản đó. Căn bản theo cái quan điểm của người Cộng sản Việt Nam là cái chủ nghĩa tư bản chỉ có bóc lột người dân chứ không có xây dựng một cái đời sống xã hội no cơm ấm áo như là cái chủ nghĩa xã hội mới mà Việt Nam được gọi là quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Người Cộng sản Việt Nam vẫn nói đi nói lại cái điều đó từ bao nhiêu năm nay. Nhưng mà thật sự chính người của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không biết là cái xã hội chủ nghĩa mới mà họ quá độ lên, tức là họ đi lên cái hướng đó, nó sẽ như thế nào, tức là cái viễn ảnh của xã hội chủ nghĩa đó nó sẽ ra làm sao, thì bất cứ một người nào kể từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống không có ai có thể giải thích được cho người dân cũng như là cho thế giới biết cái chủ nghĩa xã hội tương lai và cái chủ nghĩa xã hội theo kiểu của Việt Nam nó như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, đấy chỉ là một cách nói để mà tránh đi cái sự xấu hổ của Đảng Cộng sản đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà họ áp dụng triệt để cái đường lối kinh tế của chủ nghĩa tư bản đã được áp dụng kể từ khi đổi mới dưới thời Nguyễn Văn Linh năm 1986, thì họ hoàn toàn áp dụng theo cái đường lối kinh tế của chủ nghĩa tư bản để mà đổi mới, để mà mở cửa, để mà mời gọi thế giới vào đầu tư, các nhà tư bản thế giới đi vào đầu tư. Và cái đường lối kinh tế của Việt Nam bây giờ là hoàn toàn theo đường lối kinh tế của tư bản, chứ chủ nghĩa cộng sản không có cái đường lối kinh tế mà cho phép đảng viên làm kinh tế cũng như là có những cái thị trường tự do. Họ vẫn chủ trương là cái đường lối kinh tế của Việt Nam là đường lối kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, tức là cái đường lối kinh tế nhiều thành phần nhưng mà cái đường lối kinh tế đó vẫn theo cái cơ bản là vẫn theo cái chủ nghĩa xã hội. Cái chủ nghĩa xã hội không có cái đường lối kinh tế tự do như là Việt Nam vẫn làm từ năm 1986 cho đến bây giờ.
Vì vậy cho nên là tôi cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có nói để mà tránh đi cái sự thừa nhận là họ đang đi theo cái đường lối kinh tế của tư bản. Về vấn đề chính trị thì họ vẫn duy trì cái đường lối cộng sản, tức là độc tài, đảng trị, không có bầu cử tự do, không có tự do ngôn luận, không có tự do tôn giáo, là bị cấm triệt để, không có cho người dân ra báo tư nhân, mà chỉ có báo của nhà nước, báo đài của nhà nước mà thôi. Đấy là một cái cơ bản về vấn đề cai trị chính sách của nhà nước. Vì vậy cho nên trong cái bài diễn văn ngày 19 tháng 10 vừa rồi của Nguyễn Phú Trọng đó, thì quý vị, Nguyễn Phú Trọng có nói như thế này, thưa quý vị: thành tựu mà chúng ta đạt được trong 25 đổi mới vừa qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, kiên định lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, giữ vững nguyên tắc với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chúng ta đã giải quyết thành công nhiều vấn đề, vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng vào giữa năm 80 và của thế kỷ trước, giữ vững ổn định chính trị, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống của tầng lớp nhân dân được cải thiện, vân 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 vân. Thưa quý vị, đấy là cái điều nói không thật của Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, tại sao như thế? Tình hình kinh tế Việt Nam, như tôi đã thưa chuyển quý vị trong cái chương trình ngày thứ 6, đang ở trong một cái giai đoạn hết sức khó khăn, và các chuyên viên quốc tế sợ là nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị phá sản, có nghĩa là Việt Nam sẽ bị phá sản trong một thời gian không xa nếu nhà nước Việt Nam không có đưa ra những biện pháp cải tổ kinh tế cấp thời, và phải có những biện pháp kỷ luật rất cứng rắn và chặt chẽ, sáng sủa, tức là công khai, minh bạch đối với cái công ty làm ăn thua lỗ của nhà nước. Thì đấy là cái điều của Nguyễn Phú Trọng khoe khoang, là cái sự thành công của họ về cái chính sách kinh tế mà họ đưa ra từ năm 1986 cho đến bây giờ, cũng như họ đi theo đuổi cái đường lối được gọi là đường lối cộng sản Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì đã được đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Đấy là một cái điều nói không, hoàn toàn không có thật của Nguyễn Phú Trọng, và tôi cho rằng là Nguyễn Phú Trọng đã quên là nhìn vào cái tình hình kinh tế. Bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng đưa ra 24 giờ đồng hồ trước khi Nguyễn Tấn Dũng báo cáo một cái tình hình kinh tế hết sức bi thảm, một bức tranh hết sức mờ ám trước mặt Quốc hội, tức là trước mặt 500 đại biểu Quốc hội, thì tôi cho rằng là Nguyễn Phú Trọng là một cái người vẫn mơ tưởng hão huyền ở trên không trung đối với cái lý thuyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cho rằng là Nguyễn Phú Trọng vẫn tin là sẽ đưa lại cái no cơm ấm áo cho người dân. Và thưa quý vị, một cái điều nữa là Nguyễn Phú Trọng cũng khuyến cáo là cái Hội đồng Lý luận Trung ương này phải tiếp tục nghiên cứu làm sao đó để làm sáng tỏ cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Có nghĩa là để đánh bại đi tất cả những cái lời phê bình cũng như những chỉ trích của người dân, cũng như chỉ trích của thế giới, cũng như chỉ trích của các giới trí thức, học giả ở trong nước đối với cái đường đi nước bước của Việt Nam, là bởi vì căn bản Việt Nam không phải là cái vấn đề chính trị. Vấn đề chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn độc tài, vẫn cai trị, độc quyền đối với người dân. Vấn đề đặt ra là có liệu có đưa lại cái cơm no ấm cho người dân hay không, thưa quý vị. Vấn đề học hành của trẻ em cũng thế, vấn đề giáo dục, vấn đề xã hội, vấn đề cải thiện xã hội, vấn đề giao thông ở trong nước. Thưa quý vị, mỗi một ngày ở Việt Nam có vào khoảng, thưa quý vị, mỗi một tháng, tôi xin lỗi quý vị, mỗi một tháng ở Việt Nam có vào khoảng từ 2.000 cho đến 3.000 người Việt Nam bị chết vì tai nạn lưu thông. Đấy là một cái vấn nạn mà từ trước đến giờ Đảng Cộng sản Việt Nam không giải quyết được. Nếu quý vị Việt Nam, quý vị sẽ thấy đường phố rất khó đi và rất là gây ra rất nhiều tai nạn khủng khiếp hàng ngày. Còn vấn đề tham nhũng thối nát, còn vấn đề xã hội, vấn đề con cái học hành không đến nơi đến chốn, hoặc là trẻ em rất thất nghiệp rất nhiều. Các cái trẻ em nhỏ tuổi vẫn phải đi lao động, đai lưng đã đi lao động, đi làm ăn để mà giúp gia đình, để mà tồn tại. Như nhiều trẻ em, tôi đã thưa chuyển với quý vị trong một số chương trình, phải ở những, đặc biệt là những vùng thôn quê và những vùng hẻo lánh, đã phải bỏ học để vì không có tài chính, không có phương tiện để mà đi học. Nhà nước không có giúp đỡ được gì cho những cái nhà nghèo đó để mà nâng cao cái trình độ về văn hóa cũng như trình độ giáo dục cho người dân. Vì thì như vậy thì làm sao mà nói rằng cái chủ nghĩa cộng sản, mà cộng sản được gọi là cái chủ nghĩa cộng sản theo lối của Việt Nam, đã tạo ra những công ăn việc làm hay là tạo ra những cái cơ hội mới cho người dân Việt Nam về vấn đề giáo dục, về vấn đề xã hội. Thưa quý vị, chính vì những cái lời tuyên bố mà tôi cho rằng là rất là mờ mịt, rất là mơ hồ của Nguyễn Phú Trọng đó, mà Nguyễn Phú Trọng đã phải nói như thế này. Thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng nói rằng cái vấn đề là ông ta nói rằng là lâu nay vẫn có hai câu hỏi lớn
Thật ra là hai phương diện của cùng một vấn đề. Về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội là gì? Và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào? Dù đã có không ít đề tài vào công trình nghiên cứu về chủ đề này, nhưng đây vẫn là mảnh đất lý luận rộng lớn, cần sự thâm canh của các nhà khoa học. Chính trên vấn đề này mà giới lý luận sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu các di sản kinh điển từ chủ nghĩa Mác Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn đề là ở chỗ phải vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm và phương pháp Marxist cùng với sự nắm bắt kịp thời những kiến thức mới, những thành quả nghiên cứu mới của thế giới để nghiên cứu những giá trị bền vững, sức sống và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác Lênin, tìm tòi phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện lịch sử mới. Thưa quý vị, có nghĩa rằng là ở Việt Nam bây giờ người dân rất mờ mịt, người dân vẫn tự hỏi tại sao cả thế giới không còn thế giới cộng sản nữa, chỉ còn một vài nước, trong đó có Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba, chỉ còn có bốn nước, tại sao Việt Nam lại phải cứ tiếp tục đi theo cái đường lối chủ nghĩa cộng sản để mà làm cho dân nghèo, để mà làm cho dân lạc hậu, để mà cho làm cho đất nước bị tan hoang như ngày nay. Đấy là cái vấn nạn mà Nguyễn Phú Trọng đang muốn cái Hội đồng Lý luận Trung ương tìm câu trả lời. Thưa quý vị, tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.